Xin chào bạn, thì hôm nay thì Nhân mới vừa lên cho bạn là một máy Santa của Hàn Quốc ha. Máy 341PL là ổ lớn đấy. Thì bên Nhân đã lên hỗ trợ cho mình là bàn mới ha, và chân mới ha, là xài motor cơ ha, xài motor bơm ở dưới là mình kéo công suất rất là cao nha. Đấy, máy này là máy Hàn Quốc. Thì tình trạng máy, sát máy lên trên là 80% ha. Máy mai cực là dày luôn. Để thích hợp cho các anh chị mình á là mai gia công nè, hoặc là mai bố hoặc salon. Rồi, bây giờ thì Nhân sẽ quay tổng thể cho máy cho bạn xem. Máy cực kỳ là đẹp luôn nha. Rồi mà anh kia thường dở máy giùm em anh. Máy nước rất là đẹp luôn. Đây bên trong đồ đạc cứ còn ghim luôn nha. Đây xài ổ lớn đấy. Rồi bây giờ mời anh kia thử qua test để em dài được. 341 này là phù hợp cho các anh chị mình, nó là mai salon ha, mai bao bố. Mình ở tỉnh mình xài những cái máy chất lượng như thế này. Đấy, tiếng máy cực kỳ là êm luôn. Rồi bây giờ đưa đường chỉ cho em xem. À, một phân là hai mũi luôn, có khi một mũi một phân luôn á. Đấy, cực kỳ là thưa luôn nha. Này là thích hợp cho các chị em mình, nó là mai bạc nè, dù nè. Nói chung là đồ dày là mình có thể mai được hết tất tần tật luôn nha. Đấy, gấp giày lên đi cực kỳ là thoải mái luôn. Khi mà trời nắng này chắc các bạn chói cái gì nhận thông cảm dần nhận ha. Đường chỉ mũi kim cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, máy này chỉ hỗ trợ bảo hành cho các bạn là 12 tháng và lắp đặt tại nhà cho mình luôn nha. Đấy, giá thì Nhân xin báo công khai luôn là 5,5 triệu một bộ như thế này đó, và bảo hành cho mình là 12 tháng lắp đặt tại nhà cho mình luôn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mà quan tâm đến những dòng máy bước như thế này á, thì cứ liên hệ bên công ty Nhân ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.